tìm kiếm những nhà cung cấp đó, và những khách hàng. Cũng có một số đối tác, ví dụ như Mitsu hoặc là một số sản phẩm về robot. Cái nơi để mà những nhà cung cấp có thể kết nối được với khách hàng và cũng cho biết khách hàng được những cái sản phẩm, cái giải pháp của mình. Thì đây là một cái nơi rất là tốt, hữu ích. Mục đích của mình đến triển lãm VMF tại Đà Nẵng là để muốn mở rộng thị trường và khách hàng của mình, cũng như là tìm kiếm những nhà cung cấp mới và khách hàng mới để phục vụ cho công việc sản xuất và lĩnh vực kinh doanh của công ty.